chào lại các bạn youtube cái câu hỏi đầu tiên của sáng hôm nay là của một bạn có tên là chuyên hà thì bạn hà viết rằng là chào chị rosie chị cho em hỏi cái con sao thiên tài mà đóng tại cung quan thì nó có ngăn cản hay là nó giảm bớt cái ánh sáng của sao thái dương hay không ạ à? cung tài của em lại có tiểu hao thì không biết là em có chơi được chứng khoán hay không ở cái đại vận trúc la mà có thiên hình có địa không địa kiếp và phục binh thì có phải đây là cái hạng tù tội hay không? Xin chị cho em cái lời khuyên và em chuyên hà có cho cái ngày tháng năm sinh là ngày 25 tháng 8 năm 1988 dương lịch vào lúc 16 giờ 35 phút thì đây là người nam mà sanh tại miền Bắc Việt Nam. Thì bây giờ chúng ta lập cái lá số tử vi để xem những cái câu hỏi này chúng ta hiểu và lý giải nó như thế nào. Thì đây là cái lá số của em chuyên hà Thì để trả lời cái câu hỏi đầu tiên là cái cung quan của em mà có Thái Dương đồng cung với thiên tài Thì mình hiểu nó như thế nào Đầu tiên Thái Dương nó chủ về vấn đề quan trường, về công danh, về sự nghiệp Cho nên khi nó đóng cung quan là đúng cái đất của nó là tốt <laughs> Nhưng mà Thái Dương nó còn phụ thuộc vào cái sự đắc hay là hãm thường những bạn nào mà cung quan của mình mà có thái dương á, mà hãm thì cuộc đời của mình về những cái công việc mình hay có cái tính chất hay thay đổi lắm làm công ty này một chút rồi bỏ lại làm nhảy qua làm công ty khác hoặc là công việc của mình nó hay có cái tính thay đổi mình khó khi nào mình làm được một cái việc mà nó bền lâu là thái dương hãm đóng một cung quan nhưng bây giờ nếu mà thái dương đắc thì sao đắt mình vẫn có thay đổi nha nhưng mà cái thay đổi của mình nó lâu hơn Ví dụ mình có thể làm 5, 7 năm hoặc là 10 năm Sau đó mình mới đổi việc à, Hoặc là Thái Dương nó cần có một số những cái bộ phụ tinh tốt Thì cái công việc của mình nó ổn định hơn Cái kế nữa là Thái Dương nó cũng thuộc về cái tính nước ngoài nó có cái hình tượng của cái um, có cái tính quốc tế đó à, thì đầu tiên nếu mình xin vào những cái công việc mà nó có cái tính chất gọi là công ty của nước ngoài thì nó tốt hơn hoặc là kiếm những cái công ty mà nó có cái tính chất gọi là uh, tập đoàn lớn đó, thì mình có tính ổn định hoặc là chúng ta có thể làm cho chính phủ uh, thì rất là tốt thì những bạn nào mà cung quan có thái dương thì nên chọn những cái ngành nghề như vậy cái vấn đề thứ hai á, là khi con sao thiên tài nó đóng chung với con sao thái dương á, thì thật ra cái này nó cũng là một cái kiến thức rất là bao quát nó lớn lắm đầu tiên nó phải đứng tại cung mệnh của mình cơ à, thì nó lại có ý nghĩa khác như ở đây đúng cung quan mà nó có thiên tài thì kiểu gì con sao thái dương nó vẫn bị giảm một chút vẫn bị ảnh hưởng bởi con sao thiên tài thì đúng theo cái câu hỏi của em thì nó có phần giảm hoặc là trong vấn đề công việc của chuyên hạ thì có lúc mà Hà đi làm nó sẽ có một cái tính gì đó trong công việc của mình Mình không có ưng ý cho lắm đó Thì chú Đức chứ cũng có nói là Thường mà thiên tài nó đóng cung quan Thì cái bạn bạn Hà này nè Là có thể là nhiều khi chính em trong cái công việc của em Em được giao những cái công việc mà nhiều khi nó không đúng cái sở trường của mình Nhưng mình vẫn cứ phải làm đó. cái kế nữa là các bạn nên lưu ý Thái Dương nó đóng cung quan mà đây là cung thân của bạn này Thì mình phải xem cái người này Cái cung mệnh của họ có hưởng được con sao Thái Dương hay không Thì ở đây Hà là người mệnh mộc Mộc nó phải sanh cho con Thái Dương này Cho nên ở đây nói một điều là em phải vất vả trong cái vấn đề quan trường của mình Cái sự nghiệp, cái công danh của mình thì lúc nào mình cũng hay có những đề vất vả Mới thấy hơn đó, đằng sau đó sẽ có một cái mệt mỏi nó bắt đầu nó lo lắng nó tới liền đó, Thì cứ có một cái hơn là có một cái xui, có một cái hơn là cái xui Thì cái kiểu mà cung quan mà mình phải sanh cho nó mà nó có thiên tài đứng ngay đó thì nó báo hiệu trước như vậy nhưng mà rất hay ở chỗ là cái con sao thiên thọ của em lại đóng ở cung tài. Thì khi mà mình sử dụng đồng tiền hoặc là mình đừng có vì tiền nó nhiều quá, mình sống đúng theo cái vấn đề tài chánh á, thì cái cung quan của mình, mình lại được yên ổn. Đó là cái điều nó nhắc trước là như vậy. Ở cái um, cung hạng, ở cung quan á, thì cho dù mình đắc thái tuế đi nha là từ 44 cho đến 53 thì ở cái hạng này trong cái công việc của em, em cũng nên dĩ hòa, di quý thôi cẩn thận về vấn đề mắt mũi là một sức khỏe là hai cái um, cặp mắt chú Đức chú nói cặp mắt hoặc là cái đầu của em hơi kém một chút ở cái hạng đó và nếu mà ba mình mà còn sống á, thì nên chăm sóc sức khỏe nhiều cho ba nếu mà phải tốn kém tiền bạc cho bố mình hoặc là người thân trong nhà những cái người mà lớn tuổi hơn mình ha, thì là đúng cái số của mình Trả lời cái câu hỏi kế tiếp của Hà là hỏi về vấn đề mình có chơi chứng khoán được hay không Thì thật ra với cái lá số giống như của bạn Hà là cái cung tài nó vô chính diệu mà nó có sông hao Thì bản thân của mình thích hợp với những cái vấn đề gọi là trao đổi ngoại tệ ở trên mạng Hoặc là ví dụ làm việc mà nó trên internet mà tiền nó không có được gọi là bằng tiền mặt Mà nó trao đổi như vậy thì rất đúng số Thì lúc này chứng khoán nó cũng ứng với cái đó cũng tốt cung tài của em như vậy nó cũng nói một điều là tự mình đúc lũy được những cái kinh nghiệm trong công việc quan hệ rồi từ đó bắt đầu mình từ từ mình giỏi lên rồi công việc của mình nó ổn định hơn có nghĩa là chính em học được những cái sai từ của em bài học này rồi lần sau em lại làm tốt hơn tốt hơn để chính mình học kinh nghiệm của bản thân mình rồi sau này mình giỏi hơn thì trong cái số của em nó cũng có cái đó có một cái nữa chị nhắc là mặc dù nha cung mệnh của em là có cự môn cung thê là có thái âm Cung đền là có bộ vũ xác mà đi chung với những bộ hình như vậy á. Thì thật ra em là cũng cái người có một chút cái máu về vấn đề bất động sản. Nếu mà trong cái hạng Trúc Lan đó là cái hạng, đây nè, cái hạng từ 34 cho đến bây giờ đó là cho đến 43. Nếu mà thật ra nó có những cái, uh, những cái cơ hội nó đến với mình về vấn đề mà ai rủ đi mua bán nhà, mua đồ này kia thì em phải rất là cẩn thận ở cái hạng này cái hạng này là cái hạng mà nếu mà em dính vào bất động sản nhiều quá mình mua thì mình dễ bị gạt mình dễ bị người ta lừa <laughs> nếu có nha thì phải đợi cái hạng sau chị nhắc trước rồi đó nha thực sự số em là có nhà có cửa đàng hoàng nhưng mà nếu mà em đợi hạng sau đó, thì nó tốt hơn ở hạng này ấy, mà em mua thì em phải rất là cẩn thận dễ có những cái sai lầm xảy ra tại đây mà cái cung đền của em nó cũng báo trước là thường mình sẽ có những cái duyên hoặc là mình hay bị dính vào những cái nhà đầu tiên là giấy tờ thủ tục hành chánh tư pháp nó không có được rõ ràng hay xảy ra một chút kiện tụng ở trong đó là cái đầu tiên cái thứ hai là mình không có mua cái nhà nào mà tự nhiên vừa mới vào một trăm phần trăm tốt đẹp là ở được luôn đâu phải sửa chữa phải có một cái điểm gì đó, nó cứ hay hư mình phải tốn tiền cho nó hoài là cái cung đền của em như vậy nhưng mà nếu ở hạng này mà có những cái cơ hội như vậy thì phải rất là hạn chế mua bán phải rất là cẩn thận nha sợ bị mất ở hạn này nếu có thì hãy đợi ở hạn sau hạn sau mới là tốt rồi hy vọng là trả lời hết tất cả những câu hỏi thắc mắc của em hà và chúc em nhiều may mắn chào em một bạn kế tiếp có tên là diễm lâm thì bạn diễm lâm viết rằng là em chào chị rosie anh phi và chú lê đức em mong được hữu duyên xem giúp cho em cái đại vận 10 năm này em rơi vào cơ lương mà gặp trệt xem giúp cho em đại vận này em có thể mở cái cửa hàng kinh doanh được hay không ạ à? À, hạn năm nay em thấy hơi xấu và có thể đổi việc hay là bị mất việc em rất là hoang mang em rất là lo lắng trong cái đại vận này em mong anh chị cho em vài cái lời khuyên hiện tại thì em chưa có lập gia đình tình duyên của em thì cũng rất là lận đận mọi mọi cái sự Đến với em nó không có được thuận lợi Thì em mong anh chị giúp cho em Cho em cái hướng đứng đắn hơn Và em xin thành cảm ơn anh chị à, Em Diễm có cho cái ngày là ngày mùng 3 tháng 4 Năm 1986 dương lịch Sanh vào lúc 16h30 Em là người nữ Một lần nữa em xin cảm ơn anh chị rất nhiều Ok thì trước khi vào cái lá số của Diễm á, Thì chị muốn hỏi em một câu là Em là con trưởng hay là em là con thứ? Nha yeah. à, thì em nói về cái vấn đề um, anh em trong gia đình thì nếu mà em nghe được cái bài này thì em để cái phần đó trả lời của em ở dưới đây <laughs> cái lý do chị hỏi nó không có liên quan đến cái lá số của em nhưng mà tại vì chị với chú đức với bạn phi là bây giờ đang nghiên cứu những cái bộ sao nào về con trưởng con thứ ở trong cái tử vi á, thì có một số những cái kiến thức mình cần phải uh, gom nhặt lại thì bây giờ chị mỗi lần mà chị Đọc được những cái email hoặc là nhận được những cái câu hỏi tử vi ấy, Thì thường chị hay hỏi những cái bạn nữ nhiều hơn à, Thì tại vì ở đây không biết làm sao Trong cái vấn đề nữ với nam Thì người nữ họ có những cái nó hơi không có được uh, đồng nhất lắm Người nam thì nó rõ ràng hơn Thì một lần nữa nếu mà Diễm có nghe cái um, cái câu hỏi này Thì em để lại cái phần trả lời của em là Em là trưởng nữ trong nhà hay là em là con thứ trong nhà nhà em có mấy anh em nha rồi bây giờ chúng ta vào cái cái lá số của diễm cái lá số của diễm nó giống như một cái lá số của một người bạn cách đây khoảng hình như hai ba ngày ấy, là bạn phi có luận cái lá số của bạn đó rất là giống cái lá số của diễm nha hai người hình như là giống nhau 99% mươi chín phần trăm chỉ có khác cái bộ không kiếp thôi đó, nếu mà các bạn nào lưu ý thì có một bạn giống lá số của bạn Diễm lắm Bây giờ mình trả lời cái um, cái câu hỏi của Diễm là ở cái đại hạn này em có nên mở cái cửa hàng kinh doanh hay không? Thì cung thiền nó có cơ lương. Em là người dương. Thì em đi đến cái cung âm mình nói cái hạn trước đi là cái hạn rất là cung phu ở cung tỵ đó từ 24 cho đến 34 thì cái cái thân của em chính là cái thân cư quan nó gặp tuần thì đây là tuần tuần triệt tháo gỡ nè. Thì nó tháo 5 năm cuối ở cái đại vận cung tỵ rồi bắt đầu vào cái cung thình nó tháo thêm 5 năm nữa ở đầu cái đại vận cung thình. À, có nghĩa rằng là em ăn được 5 năm cuối ở cung tỵ và 5 năm đầu của cung thình. Thì khi mình nói 5 năm đầu của cung thình tức là 34, 35, 36, 37, 38. Bây giờ thì từ 37 trở đi là em bắt đầu em thu dọn chiến trường đi, bắt đầu triệt nó khóa lại đó. Thì lúc này em nên thu lại Chú Đức nói là không nên làm lớn Ở những cái năm sắp tới Nó có nhiều những cái vấn đề nó xảy ra Mà nó gặp những cái nghịch cảnh lớn lắm cho em Cho nên cũng rất là may mắn Là em hỏi cái câu mà trước khi cái chuyện nó đến Thấy chị cũng ngạc nhiên, rất là hay Thì từ 37, 38 trở đi Em nên khép lại đi Đừng có làm nữa Em sẽ gặp nghịch cảnh rất là nhiều Những cái thứ nó không thuận lợi nó đến với mình Nếu mà năm nào may mắn lắm Thì chỉ có khả năng là em làm nó hề vốn thôi Lỗ một chút còn không là mất cả chị lẫn chài cho nên nếu mà trả lời cái câu hỏi của em thì khuyên là em nên thu xếp ở cái hạn những cái năm sắp tới là em thu nó lại đừng có làm lớn nữa đợi vào cung dần mới làm thì thực ra cái số này cái hạn tốt nó qua rồi mình phải đợi vào cái cung dần cơ thì lúc đó mới làm ăn nó mới tốt được đó là trả lời thẳng vào trong cái câu hỏi của bạn Diễm rồi chị cũng hy vọng là cái lời khuyên của chị và chú giúp cho em nhiều những cái định hướng cho cái những cái năm sắp tới của mình mà chị nghĩ đây nó cũng là một cái may mắn cho em. Nghĩa là mình chưa có đổ vốn, mình chưa có làm mà có người hỏi nhắc trước là cái thời của mình nó hết rồi. Nên cẩn thận đi, làm cầm chừng thôi, nhỏ nhỏ thôi, khép lại là vừa rồi. Rồi chúc cho Diễm nhiều may mắn nha. Chào em. Một câu hỏi kế tiếp của một bạn có tên là Nung Nguyễn. Thì bạn Nguyễn hỏi rằng là chào cô Rosie. Cảm ơn Rosie, anh Đức và phi này đã không ngừng truyền đạt cái kiến thức tử vi mà còn truyền cảm hứng yêu tử vi ngày càng nhiều hơn bởi vì so sánh giữa đời thật và cái lá số tử vi của một người là có sự tương đồng rất là nhiều có một điều này nhờ cô Rosie, anh Đức và bạn Phi giải thích để mình khỏi mơ hồ cụ thể mình có nghe một vài thầy tử vi xem và họ phán rằng một người kết hôn lần thứ hai thì khi luận giải cái cung phu thê cái lá số của cái người đó thì dựa vào cái cung xung chiếu của cung phu thê tức là cái cung quan để mà luận giải thì mong được sự luận giải và giải thích điều này của anh Đức cô Rossi và Phi cảm ơn rất nhiều ý cái câu hỏi của bạn Nguyễn đó các bạn Có nghĩa rằng là ví dụ như mình coi cái người chồng thứ nhất á, thì mình coi cung phu Cái người chồng thứ hai thì mình coi cung quan Và người chồng thứ ba thì coi cái cung khác Ví dụ như vậy đó Thì bạn Nung có nghe ở đâu đó Có nhiều người họ bảo như vậy Thì không biết có đúng hay không Thì xin trả lời cho bạn Nung là cái câu hỏi này Mình với bạn Phi đã trả lời cách đây Hình như là năm ngoái á, có trả lời một hai lần rồi Thì hồi đầu tiên mà mình với bạn Phi nghe cái cái phần này mình cũng ngạc nhiên lắm rồi cũng mang những cái lá số của những cái người mà họ lập gia đình vài lần á mình áp dụng thử coi có đúng hay không thì thấy không có đúng rồi sau này mình cũng có hỏi chú Đức nữa thì chú Đức trả lời như thầy chú bảo vậy bây giờ nếu một người họ lấy 12 đời chồng thì chẳng lẽ nó ứng hết 12 cung hay sao rồi cái, nếu bây giờ lỡ cái chẳng may người này lập gia đình thêm một lần nữa đó là đời thứ 13 Thì bạn tính vào cái cung nào đó, à, thì trên cái vấn đề gọi là kinh nghiệm và nghiệm lý của mình bạn phi cũng như chú đức á, là thấy cái này nó không có đúng nha không có áp dụng được và chính bản thân của bạn bạn nung cũng ly dị ba lần rồi thì bạn sao bạn không áp thử các bạn coi có đúng không bạn là cái điển hình hay nhất đó thì bạn lấy cái đời vợ thứ hai của mình bạn coi coi có giống với cung quan của mình không rồi cái đời thứ ba cái giống với cung nào nữa thì bạn có câu trả lời nhưng mà nếu bạn hỏi rosie và phi với chú đức á, thì xin trả lời là không cái này không có thấy nó không có không có đúng cảm ơn câu hỏi của bạn nung nha câu hỏi kế tiếp là của một bạn có tên là hồ văn hùng bạn hùng viết rằng là chào rosie bạn phi mình có con gái sinh ngày mùng sáu tháng 12 năm 2006, dương lịch vào lúc mười ba giờ ba Mệnh cũng là sao thiên đồng đóng tại cung thiền mà gặp triệt Thì không biết là cháu sau này sẽ đi vào cái ngành gì Mong được chỉ dẫn để định hướng ban đầu. Cảm ơn. Rồi, bây giờ mình gửi cái câu hỏi này cho bạn Phi và chúng ta nghe bạn Phi trả lời nha. Tiếp theo là mình trả lời cho bạn Hồ Văn Hùng nha. Bạn Hồ Văn Hùng gửi về để hỏi cho người con gái. À, cô bé sinh ngày 6 tháng 12 năm 2006. Vậy thì khi lấy lá số ra sẽ là mệnh thiên đồng, cư cung thình, Ngộ triệt. Câu hỏi của anh ấy là... Um, nên định hướng cho cháu học ngành nào thì thiên đồng là phúc tinh vậy khi mình sinh ra với được cái mạnh thiên đồng thì là số hưởng phúc vậy người mà có thiên đồng thì tính hơi ỉ lại tính ham vui thích chơi bời nhưng mà khi mà được hoa lọc thì có khuyên hướng chạy theo đam mê nhưng mà khi ngồi triệt đây thì tốt cháu thiên hướng không có thiên về cái mạng hưởng thụ nhiều mà là tập trung vô những cái gì mình cần nhất cuộc đời đó là người thiên đồng đó là tay trắng tạo dựng cơ đồ vậy thì đường đời mọi thứ cháu phải lăn lộn nhiều đi tới lui nhiều sau này cô bé sẽ đi khá nhiều thì càng đi thì đường đời sẽ càng khá lên thiên đồng được cái đó thì ở gia hội ở đây thì có sao chìa sẽ khác được sao địa không ở đây thì mạnh này ăn con kình dương chứ không phải đà la vì cô này cô bé là nữ nên khởi nghịch thì khóa luôn kình dương khóa luôn tế phá thiên hư thì khá tốt mệnh thiên đồng ở đây thì gia hội của thai tọa Ngộ lực sĩ ngựa kinh thì dáng người cần nhất là phải thể thao nhiều vô không thôi thì người sẽ tròn tướng sẽ béo người sẽ mập từ rất sớm từ trẻ ở đây thì phúc thì được sao thái dương miếu vượng nhưng mà lại ngộ tuần nhưng mà tuần đây nó sẽ không làm cho Thái Dương coi như xấu đi mà là nó cản hết sát tinh ở đây luôn. Vậy thì với lá số này thì cháu thân cư phúc thì mạnh đó là mạnh thổ mà ăn sao thiên đồng. Vậy thì thân cư phúc của Thái Dương nó nguyên cái lá số mạnh tài quan nó không có sao là thích hợp bạn mạnh. Nên nhìn thì có chính tinh đó nhưng mà thật ra lại không có đam mê gì cả tính giống như là hơi trên mây. Vậy thì muốn cô bé này có thành tiệu thì nên chuyển cái mạnh từ cái mạnh sang cái thân nhưng mà thân gặp khá là nhiều sát tinh hơi 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 nặng nhé vậy thì khi mà mình thân với họ hàng bà con càng sớm để mạnh mình càng ngày chuyển biến sang thân á, thì cái việc làm mọi thứ từ cái họ hàng cái gia đình của mình á, sẽ ảnh hưởng tới cô bé này vậy thì hai vợ chồng anh chị làm nghề gì thì định hướng cho cháu theo đuổi cái bên cái mảng mà mình đã làm thêm nữa là trong cái họ hàng mình có một cái làm về một cái lĩnh vực gì đó mà khá là thành tựu hoặc là có tiếng tham thì nên cho cháu nó ở gần những người đó để nó chuyển cái hướng từ mạnh nó sang thân nhiều hơn nhất là bên đằng ngoại thì bên đằng ngoại nó tốt hơn thì bên đằng đằng nội thì mình gặp khá là nhiều sát tinh nên nó không tốt cho cái bản thân của cô bé sau này dù sao thì bé cũng là người mệnh không thân kiếp mà mệnh kiệt thân tuần mà hai cái nó giống như là sát tinh nó ngộ chế rồi thì đường đời sau này của bé chung thân là vất vả nhưng mà được cái là sức khỏe sẽ tốt ít khá là nhiều bệnh đấy nhưng mà cỡ nào cũng qua vì tuần chuyện nó cứu lại vậy thì người thiên đồng là tay trắng thời dựng cơ đồ thì nếu mà hỏi để học ngành nào thì cứ mối chu kỳ của bé đi qua sẽ có một cái sự thay đổi lớn trong cái suy nghĩ tại vì thiên đồng nó làm sao yếu thiên đồng hơi bị tác động bởi môi trường nên khi mỗi lần của bé đặt chân đến một cái mạng nào đó thì cứ một cái chu kỳ nó thay đổi thì cô bé lại có cái hướng đổi thay theo nên nếu mà anh định hướng giờ thì rất là khó ở đây thì cung quan lộc ăn thiên cơ thái âm miếu vượng ngộ quyền lộc thì cô bé này ăn thêm cả song hao thiên má điếu khách vậy cho thấy là nếu cô bé này học thì nên học sâu về bên mạng uh, kỹ thuật sau này cô bé sẽ làm có hai nghề đấy chứ không phải một nghề đâu vì thiên cơ với thái âm nó hai cái mạng nó khác nhau hoàn toàn một anh kỹ thuật, một anh tin về Đầm ấm hưởng thụ lên hai con sao nó khác biệt nhau hoàn toàn lắm Thì sự giao hội của quyền lộc Mà học có sát tinh nhiều thì nên học các mảng ở chuyên sâu, ví dụ như Học kỹ thuật sâu vào Học uh, hội họa kiến trúc Sâu vô Mình có thể học bên mảng Cái lá số này có thiên lương đóng cung tài Ngộ uh, Một số sao khá đẹp nhưng mà vì xã hội của sát tinh nên học sâu vào mạng y dược sẽ không được vậy thì trong cái mạng nếu như mình đưa cô bé thêm mạng y khoa thì cái người thiên đồng nó hát khá ý. nên thiên đồng ăn thiên má thì cái đường đời sau này thích đi buôn bán nhiều hơn nên định hướng ban đầu cô bé là xin về một mạng nào đó mà học về kỹ thuật là một này thiết kế là hai này sau đó mới tới kinh tế đó là mạng định hướng cho cho cháu đi thì hiện tại cô bé này đang ở hạn năm nay là 12 tháng 21 thì anh được hạ xương khúc khôi việt ngộ hóa khoa ngộ đào hoa vậy thì hạn này thông minh lắm hai này tiến sinh ra, đẹp lên mà cực kỳ thông minh nên cái hạn này trao rồi một chút rồi đẩy vô một cái lĩnh vực nào đó học khá sâu vô để thoát cái kinh dương với lại sao địa không ra thì dáng làm sao trước hai mấy cháu có thể là hành tất bằng đại học hoặc là học chuyên sâu vô một cái mảng gì đó mà người khác ít học tới thì ở đó sẽ có thành tựu nói chung là mạnh đã có mạnh triệt thân tuần thì vất vả thì mình chọn cái hướng là làm cho một cái nơi môi trường mà mình luôn luôn gặp chuyện vất vả mình luôn luôn thay đổi nọ hơn là an nhàn thì ở đó mình sẽ tốt hơn thì sau này cô bé tầm lên tới tầm ba mươi bốn thì cái tính lại thích ra đời đi buôn bán lúc đó thì các anh chị không cần phải lo cho cô bé nữa thì hạn này hạn đẹp hạn này có cả tình duyên có thể mọi thứ nữa thì cháu nó mới ra đời thì xinh xắn à này đẹp lên thì rất nhiều người thích đó là bình thường nên trong tình ái cũng đừng lo quá vì cung phu thuê không có quá xấu nên cũng không có gì đáng lo thì cô bé này được cái hay này là khi mà cô bé sinh ra đó là anh được hóa lọc trên đầu hóa lọc là cái thúc mà sinh ra được hưởng mà cái lọc tồn nó lại đóng cung phu máu mà cái triệt ở cung phu máu là triệt cung âm nên nó nhẹ hơn nên từ lúc cô bé sinh ra tới giờ thì anh chị sẽ tự nhiên anh lên làm da. Thì vũ khúc vô lộc tồn có cô bé này bên cạnh thì thì kiếm được khá là nhiều tiền thì cái lá số này sinh ra là cô bé này sẽ đem cái cái hạnh phúc tới cho anh chị em để thấy tiền của cho bố mẹ và con cái tự bản thân mình dây có thế là luôn luôn được hưởng những thứ của từ gia đình rồi bố mẹ và phúc sau này của con cái vậy thì cái lá số này khá tốt không có gì xấu nhưng mà tại vì yếu tố ngộ triệt nên từ trước năm 12 tuổi cô bé này gặp khá là nhiều chuyện rất là cực cực cho bản thân mà anh chị nuôi cô bé này cũng khá cực đấy nên cái cùng phúc có thái dương miếu vượng vậy thì nên bên thân bên đằng ngoại nhiều hơn là bên đằng nội đây là một cái xác số khá đẹp thì vì cái may mắn là tuần triệt nó không chế sát tinh lại nhìn như vậy thôi là hạnh phúc lắm rồi tim ảnh cho con người sẽ có khá nhiều bệnh nhưng mà tại vì tuần triệt khác đây nó không có nổi ra được nên cái này là đáng quý nếu cháu thích cái bên mạng văn hóa nghệ thuật hát hò thì thì không được đâu không có thành tựu lớn đâu thiên về cái mạng gì chuyên sâu sẽ tốt hơn nha ok đó là cái phần ý của em xin phép qua người kế tiếp theo là mình trả lời cho bạn hoàng anh nha và anh hỏi là cung tật đất của chị nghề trần gặp triệt thì sao thấy dương ở đây mình nói là không tốt vậy nếu cung tật ách có hai sai dạo bệnh như tử vi thất sát mà gặp triệt thì có ảnh hưởng thế nào? Đây là câu hỏi về phần kiến thức. Các bạn phải để ý cái như này có nghĩa là cái tật ắt là cái kiếp nghiệp mình phải trả cả trong kiếp này. Vậy thì nếu thấy gặp triệt thì mình được tha. Nhưng mà ở cái 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 cái, cái thái dương trong cung tật ách nó biểu tượng là cặp mắt. Thứ hai thái dương là mặt trời. Vậy thì nếu yếu tố nó là hám mà gặp triệt thì nó rất là tốt vì nó có thể làm cho thái dương có thể là nó chuyển hướng sáng lên theo sách bàn thái thứ lan nhưng mà nếu như thái dương miếu vượng mà nó tách thì bạn cảm giác ngày hôm nay ra đường trời nắng trang trang đẹp ơi đẹp tuyệt vời quá bạn áo phong phanh đó quần sọt đó ti đi biển nhưng mà bạn vừa mới tới biển một cái thôi bạn xuống cái thì lập tức trời dông báo ầm ầm kéo tới che khuất mặt trời thì cái mặt thái dương mà ngộ triệt nó giống vậy. Nó tới mà tới bất ngờ mà mưa giông tố nó rầm 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 kéo tới thì bạn né không được, bạn dính vào cái thế nghĩa là bạn đang hưởng ánh sáng mặt trời và bạn cắt đi. Thì giống như cuộc đời mình đang ở đỉnh cao mà mình gặp một cái chuyện đổ sầm tới một cái, mình mất tất cả. Thì cái 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 thái dương miếu vượng nó gặp triệt nó bị thế đó. Vậy thì giống như là thái dương là cặp mắt. Thì khi mình nhìn đời mà tí mình gặp triệt có nghĩa là không có cái gì đó đâm vào mắt mình tự nhiên nếu mình không còn nhìn tất cả mọi thứ được nữa nó tối sầm lại thì rất là nguy hiểm đó cái đó là phải bạn 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 hoàn toàn phải tưởng tượng ra cái hình toàn ảnh của các tất cả các sự kiện thì mình không biết bạn đọc ở đâu nhưng mà mình nhớ là văn đàn thái thứ lan sách nói thì có sao tử vi mới có khả năng giải thôi chứ còn thất sát là không thất sát là người nào mà dính thất sát đóng cung thật ách thì hay bị bạo bệnh cái bệnh đầu tiên bị đó là thất sát là hành kim kim liên quan tới gió thương hàn cảm lạnh những cái bệnh rất dễ xảy ra có nghĩa là những cái người mà hồi xưa người ta bị tai biến là bị trúng gió đấy là cái bệnh kiểu đấy đó sao thất sát nó còn tượng trưng cho sự chiến tranh sự mạnh mẽ cá tính vậy thì nếu mà chơi với cung tật ách mà có tử vi nó kiềm chế cho thất sát lại thì báo hiệu có nghĩa là mình sẽ có bị cái bệnh mà nó dai dẳng không thoát ra được nhất là tự sát là cái hai cái sao đi gọi là thiên mệnh về đầu tư vậy thì dính vô đó liên quan yếu tố tiền bạc thì có khả năng lớn mình sẽ bị bệnh những cái bệnh về bệnh tiểu tiểu đường bệnh mà có những cái bệnh mà mình gặp trên đường đời này gặp nạn một lần là mình đi luôn đó là là tự vi thất sát vì một con nó sát đô còn một con nó thì cứu giải thì khi gặp nạn mình đi chứ không 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 sống được bởi tự sát nó còn liên quan yếu tố bệnh mà uh, xuất huyết nội những bệnh đường ruột khá là nhiều bệnh nhất là những bệnh nặng nhất là những bệnh về thương hàn viêm phổi mọi thứ này nọ thì liên quan tới thất sát sao thất sát cũng là cái sao mà mình có thể là bị chết đường chết bụi không chết trong nhà được vì nó giải cứu mình là cái cung tật ách nó còn nó yếu tố nghĩa là khi mình chết đó, đám đám ma mình to nữa mà có tử vi thì cái cái lúc mình chết thì, thì tất cả rất là lạnh thì mình vẫn còn nguyên hình hài nghĩa là mình ra đi trong nhẹ nhàng đó là cái tử vi thất sát đi chung với nhau trong cung tật ách Vậy thì nếu mà gặp triệt thì sao? thật triệt thì có nghĩa là nó được cứu giải, có nghĩa là không phải là không có bệnh, mà là cái bệnh đó vẫn có, nhưng mà cái yếu tố của nó kéo dài ra. Đối với người khác bị thì mình bị nhẹ hơn. Thì khi gặp triệt, gặp tuần, cung thật ác thì như là mình có tai nạn, bắt buộc các kiếp này gắn nhưng mà được tha kiếp này. Thì những cái bệnh coi như là mình, dụ như mình phát hiện nha, mình bị lao phổi, mình đi chữa trị đó là những cái mà dường như là tự sát mà mình ngộ chết mình gặp bệnh tự nhiên có người sẽ cứu mình hoặc bị 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 lao phổi bị nặng thì những người khác ta bị thế là bạo bệnh Thách giao xuất huyết chết liền còn nhiều khi mình đi khám cái thì phát hiện cho mình bị lao mà lao nhẹ thì mình lại chứa được họ có rất nhiều thứ xảy ra hoặc là ví dụ như mình bị những bệnh như là tiểu đường nhưng mà tiểu đường hoài mấy chục năm mình cứ chích thuốc uống ngoài sống được ba bốn chục năm sau vẫn chưa chết đó thì đó là những cái bệnh mà coi như là cá sao mà nó gặp uh, như thế nào có khá là nhiều thứ lắm vì thì không phải là tự sát nói chính xác bệnh gì vì nó còn gia hội của khá là nhiều cái uh, cá tính nằm phía sau nữa nhưng mà tử vi mà có thật ách mà có tử vi thì báo hiệu biết là đường đời của em sự tham quan tiến chức gặp nhiều trục chặt lắm nhé ok nói chung là thời buổi hiện đại của chúng ta bây giờ thì uh, đối với người trẻ thì hai năm ta đi khám một lần đối với người lớn tuổi thì cứ năm ta đi khám hai lần thì có chuyện gì bệnh tật gì nổi ra biết hết à thì mình đâu cần quan tâm đến công tật ắt này cái quan tâm công tật ắt này thì mình biết là à, cái uh, kiếp nghiệp của cái uh, cái uh, cuộc đời mình mình phải trả cái nợ gì thôi cái chuyện này nó sẽ đến với mình mình biết chuẩn bị tâm lý cho những cái bệnh nó nó nhẹ nhàng cái thôi chứ còn nếu mà hỏi về bệnh là để phòng đoán chính xác bệnh ấy kia thì không cần thiết vì khoa học nhà nó hiện đại quá rồi đi ra mà ví dụ anh ung thư đi khám thì thì trước sau cũng giao bệnh mà thì có biết trước cung tịch ắt mà ngộ không kiếp thì bệnh ngộ ung thư cái nọ thì cũng có né được đâu đó thì cái đó là cái phần mình trả lời cho cung tịch ắt của bạn Hoàng Anh nha